ngày 13 tháng 12, Thánh Lucia. Người ta tin rằng vị thánh nữ đáng yêu này sống ở Syracuse, Sicily. Thánh nữ sinh vào cuối thế kỷ thứ 3, là con của một gia đình giàu có và quý phái. Thân phụ Lucia qua đời khi ngài còn rất trẻ. Lucia là cô gái dễ thương và có nhiều chàng quý tộc đã để ý đến ngài. Thần mẫu Lucia đã sắp xếp cho ngài kết hôn với một người mà bà nghĩ là rất hợp xứng với Lucia. Nhưng Lucia lại không thuận. Lucia đã bí mật hứa với Đức Chúa Giêsu rằng sẽ không kết hôn với ai khác mà chỉ muốn được thuộc trọn về người. Lucia đã tìm cách giải thích cho thân mẫu biết điều mong ước của ngài. Cả thân mẫu và Lucia đều bị bệnh xuất huyết. Lucia mời thân mẫu cùng đi đến viếng đền thánh nữ Agatha và cầu xin thánh nữ cứu chữa. Khi Thiên Chúa nhận lời và cho bà thân mẫu của Lucia khỏi bệnh, Lucia mới kể cho thân mẫu nghe về việc ngài đã khấn hứa là hiền thê của Đức Chúa Giêsu. Thân mẫu nhận hiểu và cũng vì được ơn lành bệnh, bà đã để cho Lucia theo đuổi ơn gọi của ngài. Nhưng chàng quý tộc ngoại giáo, người mà thân mẫu Lucia đã hứa gả con gái cho, đã rất đổi tức giận. Trong cơn giận dữ gay gắt, chàng đã buộc tội Lucia là Kitô hữu. Chàng đe dọa Lucia với hình phạt ghê sợ là sẽ bị móc mắt. Thế nhưng Lucia vẫn muốn thà mất cả đôi mắt sáng còn hơn là thuộc về một người nào đó mà không phải là Đức Chúa Giêsu. Thánh nữ Lucia thường được các họa sĩ vẽ hình đang cầm một đôi mắt dễ thương trong lòng bàn tay. Chúa Giêsu đã ân thưởng cho lòng yêu mến anh hùng của Lucia. Chúa đã làm phép lạ phục hồi đôi mắt cho thánh nữ, thậm chí còn đẹp hơn trước nữa. Một vị quan án ngoại đạo đã tìm cách đem thánh nữ đến một nhà tội lỗi. Ông hy vọng rằng Lucia sẽ bị cám dỗ từ bỏ niềm tin vào Đức Chúa Giêsu. Nhưng khi các kẻ thù đến mang thánh nữ đi, Thiên Chúa đã làm cho thân xác thánh nữ trở nên nặng nề, đến nỗi họ không thể nào lay chuyển được Lucia. Sau cùng, thánh nữ Lucia bị đâm chết và chịu tử đạo vì Chúa Giêsu năm 304. Đôi mắt tuyệt vời của Lucia nhắc nhở chúng ta về đức tin tuyệt vời luôn bừng cháy trong tâm hồn thánh nữ. Chúng ta hãy nài xin thánh nữ Lucia giúp chúng ta cũng được chỉnh nở trong đức tin như ngài. Tin mừng nét.